Cầu nguyện trong công việc. Tôi ngày xưa mỗi ngày đều cầu nguyện, nguyện cho bất kỳ ai đến xem số gặp con đều được tiêu tai cát tường. Nam mô tiêu tai sáng kiết tường Bồ Tát, đọc 3 lần. Dạo sau này, mỗi khi tôi tụng niệm thường nguyện rằng: kính thỉnh 10 phương chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho con trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, đầy đủ phương tiện để giúp đỡ cho bất kỳ những ai cần đến sự giúp đỡ của con. Bất kỳ ai nghe đến tên hiệu, thấy được sắc tướng, xúc chạm vào thân thể hay quần áo, nghe được âm thanh hay lời giáo hóa, đọc được các bài vở, xem thấy những phim ảnh, video của con nói về tu học, liền thoát khỏi khổ đau ách nạn và được hạnh phúc, đọc 3 lần. Nên chi nhiều người đưa số sai hay tôi xem lộn vẫn đúng, họ không biết, cứ tưởng tôi xem số hay lắm. Nói chung, bất kỳ chúng ta làm việc gì muốn được tốt đẹp, chúng ta cần phải cầu nguyện cho việc làm của chúng ta mang lại lợi ích, hạnh phúc và nhiều tốt đẹp cho mọi người, thì tự nhiên sau một thời gian họ sẽ hoan hỉ tìm đến mỗi ngày một đông thôi. Ví như bạn mở một quán nước, bạn hãy mỗi ngày trì chú dược sư và cầu nguyện bất kỳ ai vào tiệm bạn uống nước thì bạn bè sẽ luôn thân mến nhau, tình nhân luôn yêu thương nhau. Người đã đến thì luôn được hạnh phúc và may mắn nếu lại thành tâm trì chú vào các nước hay các đồ để làm cho họ uống nữa thì càng tốt. Thử hỏi, khi bạn muốn mọi người được hạnh phúc tốt đẹp, mà nếu bạn không hạnh phúc, buôn bán không đủ ăn thì mới lạ. Nhân có bạn hỏi tôi, vì quá lo sợ trong việc làm của mình nên tôi đưa lên đây để mong giúp được ai chút gì chăng, các bạn có thể theo dõi dưới đây. Người hỏi: chú ơi, chú có thể chỉ điều cơ bản về chân mày cho con được không chú, để con không bị sai trong lúc vẽ, vì con nghe nói nếu vẽ không đúng thì sẽ ảnh hưởng tướng số, chân mày kỵ vẽ phạm vô đâu vậy chú, con sợ ảnh hưởng đến tướng số người ta, không phải vẽ vô đâu mà là do mày không có lông là xấu rồi. Chú xem đoạn này, con thấy mấy bạn kia nói vậy. Bạn ơi, phá tướng hay không là do người thợ thiết kế lông mày cho bạn. Có những dáng lông mày phá tướng của khách, ví dụ như đuôi mày đâm thẳng vào thái dương, tức là mày ngang quá, sẽ không tốt cho đường vợ chồng. Đuôi mày quặp vào quá, che hết cung điền trạch, không tốt về bất động sản, vân vân. Nói chung, bạn nên chọn thợ tốt, có kiến thức về nhân tướng học thì sẽ vẽ được dáng mày hợp với khuôn mặt bạn mà lại không phá tướng, thậm chí còn giúp cho các việc của bạn suôn sẻ tốt đẹp hơn ý. Thầy Hoàng Quý Sơn, bây giờ mỗi lần vẽ trong lòng cầu nguyện sẽ giúp cho công việc và anh em họ được vui vẻ hạnh phúc. Cứ khởi tâm như thế, sau ai đến vẽ về cũng sẽ gặp may mắn. Người hỏi, con đọc mà thấy hoang mang, không biết mày này mình vẽ có bị phạm vô đâu không? Nên hỏi chú để rõ lại. Vì con tin tưởng chú rất nhiều, dạ, chỉ có lúc làm là con đọc Nam Mô Dược Sư Phật, chứ chưa cầu nguyện cho họ, để con về con sẽ làm theo lời chú. Thầy Hoàng Quý Sơn, thì mỗi lần trước khi đến sở làm, chỉ chú dược sư xong, cầu nguyện: hôm nay, xin cho con vẽ lông mày cho họ thiệt đẹp, và cầu nguyện nó sẽ giúp họ rất nhiều cho quan lộc, công ăn việc làm tốt đẹp, anh em vợ chồng họ hòa thuận hạnh phúc. Khi họ lên ghế cũng cầu như thế. Người hỏi, con vẽ vẫn còn xấu lắm chú, do môn này là sở đoản của con học là muốn vượt qua bản thân và muốn có cái nghề, chứ vẽ xấu kinh khủng, lần nào vẽ cô giáo cũng vẽ lại hết, muốn bỏ cuộc nhưng lại sợ hoang phí tiền bạc. Giờ đầu óc con toàn hiện lên chân mày. Thầy Hoàng Quý Sơn mỗi tối trước khi ngủ cũng cầu nguyện như thế. Người hỏi, dạ con sẽ thực hiện, con cảm ơn chú thật nhiều. Thầy Hoàng Quý Sơn, tất cả đều ở trong tâm mà xảy ra cả. Người hỏi, tự nhiên con mừng muốn khóc thầy ơi.
Có bạn hỏi, con nghỉ ở nhà đã lâu, giờ con đã cứng cáp, con đã cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho con để con tìm được công việc. Và ngày mai là ngày con bắt đầu đi làm, trong con đang rất lo lắng và hồi hộp. Giờ con thấy được bài này, con thấy an tâm hơn rất nhiều, con cảm ơn Chúa ạ. Chúa ơi, con xin vào làm nhân viên bán hàng cho một công ty vàng bạc đá quý, con nên cầu nguyện như thế nào trong công việc ạ? Thầy Hoàng Quý Sơn, mình không phải là chủ thì việc của mình là mỗi ngày cầu nguyện cho chủ làm ăn được thịnh vượng, mỗi ngày làm việc tận tụy vì chủ, không so đo tính toán, bảo vệ tài sản của chủ, không tham bất cứ thứ gì của chủ, luôn luôn làm hoàn thành trách nhiệm tốt nhất và luôn làm bổn phận của người bán hàng là vui vẻ, hòa nhã và công bằng với khách hàng. Người hỏi, dạ con cảm ơn chú, khi con biết đến bài này của chú, con luôn cầu nguyện cho chư Phật Bồ Tát gia hộ cho con cùng mọi người làm việc cùng nhau thuận hòa, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt công việc và luôn thân thiện cùng nhau ạ. Thầy Hoàng Quý Sơn, thế là tốt rồi. Đâu có cách nói chuyện nào hay hơn lời nói chân thật vì chính lợi ích của khách hàng. Còn cần ăn nói giỏi là để gạt họ hay vì lợi ích của mình thôi. Cho nên nói thật mới đầu có khó nghe, nhưng sau họ hiểu ra thì sẽ tìm lại. Còn lời đường mật chỉ được lúc đầu, lâu dài không ổn và cũng không cần thiết. Tuy nhiên, mỗi ngày Chí Thành trì chú dược sư và trì chú nào mình có duyên hay danh hiệu Phật nào mình có duyên thì đều có tác dụng giống nhau cả. Không có chú hay Phật nào tạo ra linh ứng mà tâm người mới tạo ra linh ứng.